được lắm. Dám bỏ con cái ở nhà, lén lút đến đây để làm trò cười à? Bao nhiêu công việc tốt thì tớ không làm, ở nhà hầu hạ cái gia đình này. Chỉ vì tớ không sinh được con trai. Cô câm miệng lại cho tôi nhá. Để xem ấy, tối ngày hôm nay về tôi xử lý cô như thế nào nhá. Công ty chúng tôi thường xuyên phải tăng ca. Con cô còn nhỏ vậy, tôi nghĩ cô không hợp rồi. Sinh con rồi, tôi thấy trí nhớ cùng phản ứng không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi thấy cô không phù hợp với công việc này nữa đâu. Xin lỗi cô, chúng tôi ưu tiên tuyển những người chưa kết hôn, có hoài bão và chí tiến thủ. Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cô được. Mời vào. Em chào anh ạ. Ừ. Cô ngồi đi. Em là Linh, em 25 tuổi ạ. Em đến đây để ứng tuyển vị trí thư ký của giám đốc. Đây là CV của em, mời anh xem qua. Thạc sĩ tốt nghiệp tại Mỹ, học vấn cao như vậy, tại sao cô lại để 2 năm, khoảng thời gian trống nhiều như thế? Tại vì... là... Cô... Này, hai người là ai? Tại sao lại tự tiện vào đây? Được lắm, dám bỏ con cái ở nhà, lén lút đến đây để làm trò cười à? Dạ, thưa giám đốc, hai người này gọi cho em tới, thùng sộc chạy vào không cản nổi ạ. Dạ, anh ơi, anh cho em xin lỗi ạ. Dạ, đây là mẹ chồng và chồng của em. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công ty của mình ạ. Thôi, cậu đi ra ngoài đi. Mẹ, sao có chuyện gì thì mẹ về nhà nói chuyện. Sao mẹ lại đến đây, con đang phỏng vấn mà. Tôi thấy cô đang thèm khát đàn ông, cho nên đi ra ngoài để câu ong dẫn bướm đúng không? Có cắm sừng ấy thì cũng là tôi cắm nhé. Làm gì đến lượt cô mà. Anh, đã từ lâu tôi vốn không ưa cô rồi, kết quả cô bụng dạ thế nào lại sinh ngay ra một con vịt trời, đến bây giờ lại học đòi ra ngoài để quyến rũ đàn ông hả? Mẹ ơi, ở nhà một mình anh sang anh ấy đi làm thì làm sao mà đủ trang trải ạ? Con muốn đi kiếm việc thêm để con còn nuôi con gái của con nữa. Kết hôn rồi thì ở nhà giúp chồng dạy con. Cô tưởng mình giỏi lắm sao? Đúng đấy, cô dám khinh thường ai hả? Cô về nhà nấu cơm ngay cho tôi. Nhanh lên. Đi. Hai người đi ra ngoài, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Đến lượt cậu mở mồm mà. Hả? Tôi nói cho cô biết nhé. Nếu như hôm nay cô không về nhà thì tôi sẽ bảo con trai tôi lập tức ly hôn cô ngay. Ly hôn rồi thì ai là người giúp việc cho hai mẹ con mình nữa? Có ly hôn thì cũng phải để cho cô ta hai bàn tay trắng ra đi. Xem cô ta có dám không chứ. Có dám không á? Các người thử hỏi xem, khi mà ở nhà các người, tôi đã có một ngày nào sung sướng chưa? Tôi ngu, tôi mới không nghe lời bố mẹ của tôi mới lấy cái loại người như anh. Bao nhiêu công việc tốt thì tôi không làm, ở nhà hầu hạ cái gia đình này. Chỉ vì tôi không sinh được con trai. Vậy mà, ở nhà các người xem, tôi phải làm cái gì? Chăm con, làm giấy khai sinh của con đều là do một tay của tôi làm hết. Hỏi xem các người coi tôi là cái máy đẻ hay là oxy trong cái gia đình này? Ai cầu cô gả vào nhà này chứ, là chính cô tự nguyện. Tự nguyện? Đúng rồi, là tôi tự nguyện. Tôi tự nguyện để cho chồng tôi có bầu. Tôi tự nguyện để cho chồng tôi đánh tôi đây. Cô câm miệng lại cho tôi nhá. Để xem ấy, tối ngày hôm nay về tôi xử lý cô như thế nào nhá. Ly hôn ngay ngày hôm nay, phải ly hôn luôn.
Đừng lo, tôi sẽ tìm luật sư giúp cô. Em cảm ơn ạ. Còn bây giờ, cô về giải quyết đi. Giải quyết xong rồi đến đây làm việc. Tôi xin phép. Giám đốc cho gọi em à? Cô đi photo cho tôi tờ thông báo này rồi dán ở thang máy công ty. Yêu cầu tất cả nhân viên ở công ty chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch bệnh corona. Ai cũng phải đeo khẩu trang trước khi đến công ty. Dạ vâng ạ. Còn nữa, cô đi mua thêm nước súc miệng này rồi đặt ở trong tất cả các nhà vệ sinh của công ty cho tôi. Đây là nước súc miệng hồng sâm Kohino, được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Là dung dịch có chứa các chất diệt khuẩn, làm sạch vòm họng và khoang miệng, tăng cường khả năng phòng tránh lây nhiễm virus corona. Ngoài ra, nước súc miệng Kohino còn kiểm soát tối đa các bệnh về răng nướu, làm trắng răng, giúp cho hơi thở thơm mát dài lâu. Vâng, em rõ rồi ạ. Cô đi đi. Linh, bà đến đây làm gì? Linh bây giờ không phải là con dâu của bà nữa rồi. Cậu đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi đến đây để trả lại tiền hồi môn cho cái Linh. Chuyện là do tôi cả. Con ơi, con ngủ nào. Con ngoan. Mẹ thương. Con ngoan nào. Trời ơi, ồn ào quá. Cô là mẹ mà cô không dỗ được con à? Hả? À, cô cút ra ngoài cho tôi nhanh. Nhưng nó khóc như hết cả đồng rồi đây này. Anh, tôi, anh đừng có chơi game nữa. Tiếng ồn ào như vậy thì nó làm sao mà ngủ được. Đi ra ngoài nhanh. Cút. Con ơi, còn ly hôn nó đi, đem theo cả đứa bé nữa, chứ cứ như thế này thì chỉ khổ mẹ con thôi. Mẹ ơi, con không thể nào mà để mẹ ở lại được. Mẹ đối xử với con tốt như con gái ruột của mẹ, với cả đứa bé này nó cũng không thể sống mà khi thiếu bà nội của nó. Còn cái con bé ngốc này, mẹ cứ yên tâm đi, ngày mai con sẽ ra ngoài tìm việc làm. Con không để mẹ phải chịu khổ đâu. Lỗi là do tôi cả. Vì tôi không dạy được thằng con tôi, dạy ra một thằng bất hiếu bất nghĩa, khiến cho con dâu với cháu tôi nó phải khổ. Khi Linh nó là người tốt, tôi không muốn gia đình tôi phải liên lụy đến nó nữa. Giám đốc này, người ta bảo
Người tốt thì được báo đáp đúng không ạ? Tôi rất mong giám đốc sẽ tốt với cái Linh nhiều hơn nữa. Mẹ ở lại có khỏe không ạ? Mà anh ta có làm gì bất hiếu với mẹ không đấy? Con yên tâm, mẹ không sao cả. Mẹ là quyền nói hết lời, nhưng nó không chịu nghe. Từ lúc con đi, nó càng mất kiểm soát. Cả ngày chỉ trách trời trách đất, rồi nó lao vào rượu chè cờ bạc. Bây giờ mẹ đang ở với con gái lớn của mẹ. Lúc nào rảnh đưa con sang thăm mẹ nhé, để cho mẹ được bồng cháu. Dạ vâng ạ. Điều kỳ diệu